Cách cha mẹ nào cũng tăng chiều cao được cho con. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng, trưởng phòng khám nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City về các cách tăng chiều cao cho con. Cái tiêu chuẩn hay nói là cái giai đoạn mà vàng để phát triển về chiều cao thì chúng ta lưu ý mấy điểm. Thứ nhất là trong giai đoạn bào thai. Trong thời kỳ bào thai nó phải là một cái nền tảng cơ sở vật chất cho bé sau này phát triển. Cho nên chúng ta không thể bỏ qua được. Sau giai đoạn ra đời thì có 3 cái mốc. Mốc thứ nhất từ 0 đến 6 tuổi, đó là giai đoạn trẻ nhỏ. Từ ngoài 6 tuổi cho đến 10 tuổi là giai đoạn tiền dậy thì. Và sau 10 tuổi là giai đoạn vào dậy thì. Thế thì 3 cái giai đoạn này chúng ta chọn vào giai đoạn nào mà để tăng tốc? Thứ nhất là về tăng tốc, về tăng trưởng chiều cao thì trong 6 năm đầu đời là về dinh dưỡng làm nền tảng. Sau 6 năm có một khoảng gọi là giai đoạn thiếu niên, giai đoạn tiền dậy thì các bé đều tăng từ từ. Thì qua giai đoạn này đến giai đoạn tức là sau 10 tuổi và trẻ gái thì từ 10 cho đến 16 tuổi, trẻ trai từ 10 đến 18 tuổi, đây là giai đoạn dậy thì. Và giai đoạn dậy thì cũng là giai đoạn cơ hội cuối cùng, giai đoạn vàng cho sự phát triển về tăng chiều cao. Nếu chúng ta bỏ qua giai đoạn này mà không chăm sóc thì vĩnh viễn cái tầm vóc của trẻ sẽ bị thiếu hụt hoặc hay là sẽ thấp hơn so với trẻ khác. Về những yếu tố ảnh hưởng chiều cao thì người ta chia làm mấy yếu tố sau. Thứ nhất là yếu tố về di truyền, chỉ chiếm 25% thôi. Còn yếu tố dinh dưỡng, như vừa rồi tôi vừa đặt vấn đề là 6 năm đầu đời đấy là cái phần cái khung cho sau này, là 6 năm dinh dưỡng đấy sẽ giúp cho trẻ phát triển trong tương lai. Khi mà bé ngủ đủ giấc thì cái nồng độ nội tiết tố hormone tăng trưởng ấy nó sẽ bài tiết được rất là nhiều. Và chính cái hormone tăng trưởng nó sẽ kích đầu xương, nó làm sụn hóa xương và làm cho bé phát triển. Hay nói cách khác là bé lớn khi bé được ngủ đủ giấc, ngủ sâu. Càng vận động nhiều thì cái hormone tăng trưởng nó càng tăng tiết. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải thấy là cái phần bơi, chơi xà cũng là một cái hình thức kéo giãn xương cho các bé. Chơi xà thì lực hút trái đất kéo xuống, tay thì đu lên, chân thả lỏng, toàn thân được thả lỏng thì đấy là một hình thức kéo xương rất là tốt. Tức là các vận động đều vươn lên phía trước thì đều làm tạo ra cái xương dài, nó sẽ phát triển, nó cái đầu sụn nó sẽ được kéo ra và làm bé cao hơn một chút. Cùng với các yếu tố khác chứ không phải chỉ có thể thao không mà có thể làm cho bé có một động lực cao thì không phải. Tức là nhiều yếu tố tác động vào và đồng hỗ trợ cho bé và cái giai đoạn vào dậy thì. Vấn đề chăm sóc ở đây thì chăm sóc ngay từ trong bào thai rồi. Tức là người mẹ phải tự mình phải xác định cho mình là vấn đề ăn uống từ trong bào thai đủ chất, đủ dinh dưỡng để cho thai phát triển, tăng tối thiểu ít nhất 12 cân trong quá trình mang thai. Thì đấy là một cái điều kiện đủ để cho bé ra đã đủ cân và đủ tháng. Cái thứ hai nữa, khi ra sinh ra đời thì 6 năm đầu đời là cái khung cơ bản để mà tạo ra sau này cho bé phát triển. Vì vậy là chúng ta không được để suy dinh dưỡng còi cọc bé, thấp bé so với bạn cùng tuổi trong 6 năm đầu đời. Còn về vấn đề sữa thì sữa không bao giờ là thừa cho tất cả mọi lứa tuổi. Sữa rất là nhẹ, là cái chất mà dễ hấp thu, có đầy đủ canxi và chất dinh dưỡng thì chúng ta có thể cho uống, nhưng mà sữa không đường. Lưu ý là sữa không đường. Còn đối với trẻ mà đã thừa cân rồi thì mình tách bơ. Sữa gầy mình dùng, gọi là mình dùng sữa gầy. Còn đối với những trẻ gầy và trẻ có cái trọng lượng trung bình thì ta dùng cái full cream, tức là dùng sữa toàn phần để ta cho bé uống. Tất cả những cái chất gọi là tăng chiều cao mà có trong hiện nay trên thị trường ấy thì chủ yếu thành phần là canxi và D. Đấy là yếu tố vi lượng để tạo cái xương. Khi mà cơ thể đã phát triển quá nhanh, ăn vào không đủ thì bổ sung thêm cái nguồn đấy để mà xương lớn lên đâu thì xương nó chắc lên đấy mà nó không bị loãng, không bị nhức xương, không bị đau mỏi xương trong giai đoạn này. Còn không có cơ chế thúc đầu sụn hóa xương như là hormone nội tiết. Như vậy chúng ta không quá tức là trông cậy vào các cái thực phẩm chức năng để mà kích được chiều cao là không có. Nhưng mà cái thực phẩm chức năng này có thể là trẻ đang phát triển nhanh, xương đang phát triển nhanh, cao nhanh thì chúng ta đưa vào để đảm bảo trẻ có gì đủ yếu tố vi lượng phát triển xương mà thôi. Xương nó chắc, phát triển đến đâu xương chắc đến đấy, không có cái hiện tượng đau mỏi xương vì thiếu canxi hoặc vitamin D.
chiều cao thì nữ với nam hơi khác nhau một chút. Đối với trẻ nữ thì đến tuổi 16 thì sau cái tuổi 16 hầu như là không tăng lên được bao nhiêu. Tuy nhiên là còn dựa vào cái phần tuổi kinh nguyệt. Sau kinh nguyệt 3 năm thì có thể chiều cao thì tăng lên 1 đến 2 phân, tối đa còn không tăng nữa. Còn đối với con trai tức là có xuất tinh tuổi 16 rồi cũng vẫn thể lớn cao hơn đến tuổi 18, nhưng mà nó chậm hơn, nó không cao, mà cao nhất là bắt đầu vào giai đoạn dậy thì. Vào thời điểm đầu của dậy thì là lúc bây giờ chúng ta thấy rất là cao. Truy cập website www.vinmec.com để biết thêm thông tin. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.